giờ ăn trưa ở trường tiểu học Warner, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Trong mọi suất ăn của các em đều có sữa. Ở đây có nhiều loại sữa khác nhau, song đều phải là loại 1% chất béo và có bổ sung hai loại vitamin A và D. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn sữa trên thị trường đó là nó phải được bổ sung vitamin A và vitamin D. Vitamin D thực chất là để giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Một yếu tố cũng quan trọng nữa là sữa có rất nhiều loại khác nhau, bao gồm sữa nguyên kem, sữa 2% chất béo, 1% chất béo hay thậm chí không chất béo. Yếu tố rất cần phải quan tâm là hàm lượng chất béo. Nếu bạn đưa vào cơ thể quá nhiều chất béo, nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Lời khuyên ở đây cho phần lớn mọi người đó là sử dụng loại có hàm lượng chất béo thấp, 1% hay thậm chí là 0%. Tuy nhiên, đối với trẻ em từ 1 đến 2 tuổi, chúng tôi khuyên sử dụng sữa nguyên kem. Bởi ở độ tuổi đó, trẻ em phát triển rất nhanh và do đó chúng cần có nhiều dinh dưỡng. Nhưng sau 2 tuổi, chúng tôi khuyên các bạn lựa chọn loại 1%, 2%, thậm chí là không có chất béo. Một vấn đề cũng gây tranh cãi tại các trường học ở Mỹ trong nhiều năm nay, đó là dùng loại sữa nguyên chất không đường hay loại bổ sung hương vị có đường. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là bài toán mà các bậc phụ huynh cần phải tự cân đối. Rất nhiều trẻ em thích loại sữa có hương vị. Nếu để hai loại sữa trước mặt chúng, thì chúng sẽ chọn loại có hương vị. Một vài người nói là sữa có hương vị thường có đường. Là một người mẹ của 3 đứa trẻ, tôi cũng hiểu điều đó và không muốn những đứa con của tôi uống quá nhiều đường. Nhưng chúng ta cần phải cân đối giữa giá trị dinh dưỡng của sữa với sở thích của trẻ. Nếu bạn để trước mặt con một ly sữa nguyên chất không đường, nó không uống, hoặc là nó nhận ly sữa rồi lén đổ đi, điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho đứa trẻ. Trên thị trường hiện có rất nhiều các loại sữa từ rất nhiều nhà sản xuất với nhiều chủng loại khác nhau. Song hy vọng rằng với những thông tin của các chuyên gia dinh dưỡng trong phóng sự này, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn cho con mình một loại sữa phù hợp nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng canxi cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại bang California, Hoa Kỳ.